Anh Tuấn ơi, cho em hỏi, em quen một người bán 4 năm, người bạn 4 năm, bạn em vẫn thương nhau, quen người bạn, ý em nói là tình hẹn hò hả? Người ta người yêu hay gì chứ người bạn, quen người bạn nghe nó giống như không có tình cảm. Rồi bạn em vẫn thương nhau bình thường. Nghe này hiểu rồi, dùng chữ cái cách nói này rất là yếu luôn. Rồi một ngày nọ em vô tình dẫn bạn em đến giới thiệu bạn thân của em, nào ngờ cua luôn người bạn của em. Ô, người bạn của em không có yêu em rồi, theo em tả này thì đúng rồi. Em xin anh cho em lời khuyên, có nên rút lui cho hai người ấy đến bên nhau hay phải chờ đợi? Em ơi, anh ta có bao giờ yêu em đâu, theo em tả là chính xác luôn nè. Em viết ra nó nói lên người này không có tình cảm với em nè. Anh Tuấn cho em hỏi, em quen một người bạn 4 năm. Thứ nhất nè, là cái cách nói đó trong vô thức của em đã nhận ra là anh ta không có tình cảm. Thứ hai, cái 4 năm nó xác nhận là nếu như là tình cảm thì khả năng nó đã hư rồi, đặc biệt cái đoạn sau nó xảy ra như vậy. Em ơi, một người người ta yêu nhau á, hai người ta yêu nhau á, 1 2 năm người ta cưới nếu tình cảm tới, còn nếu tới 4 năm thì chắc chắn là không cái này thì cũng cái kia, và nó sẽ dẫn tới tổ cảm giác. Rồi em nói là bạn em vẫn thương nhau bình thường, em dùng chữ bình thường trong khi ở trên thì lại là bạn, và em nói chữ thương nhau yếu xìu, ta yêu nồng nàn rạo rực muốn cưới ầm ầm luôn á cũng mới nói được. Thương nhau nghe nó yếu xìu, nó giống như không có tình cảm. Rồi một ngày nọ em vô tình, dùng chữ vô tình vô đây để che cho nó nghe nó ngôn tình nữa. Vô tình gì thì một ngày em dắt thì ok gặp, thì bởi giới thiệu với bạn thân của em, rồi ai ngờ cua luôn người bạn của em. Đó chỉ có nghĩa là anh ta không có tình cảm với em một cách rõ ràng, và anh ta chứng minh cho em thấy bằng cách cua người bạn của em, tức là anh ta rõ ràng, anh ta không có giấu được nữa. Ok, cho nên lời khuyên để rút lui, anh không nghĩ là rút lui, tại vì nó có tình cảm gì đâu rút lui, tức là nó không còn là một cái mối quan hệ tình cảm, hay là không làm mối quan hệ tình cảm nữa em. Cho nên nói rút lui là chỉ nói cho bản thân mình thôi, chứ ở anh ta có chấp nhận em là một người bạn gái ở hiện tại đâu, một người có tình cảm đâu mà rút lui, hay phải chờ đợi. Trời ơi, chờ nó em ơi, chuyện có con mẹ gì đó đâu chờ, anh ta có yêu em đâu mà chờ, bởi vì khổ ghê, bị phụ thuộc vào tiêu hết. Anh ơi, chồng em rất hay có cử chỉ âu yếm đụng chạm vợ như vậy, có phải anh ta chưa bị tụt cảm xúc yêu vợ không ạ? Mặc dù cả hai vợ chồng cũng đã tổn thương nhau rất nhiều, cảm ơn anh. Khi mà người chồng vẫn có những cái cử chỉ âu yếm đó thì là cái hôn nhân nó vẫn còn những cái giá trị, tức là nó không có nghĩa là tốt tới nóc, nó không nghĩa là bành tới đáy. Ok, nó vẫn có những cái dấu hiệu thể hiện rằng cái việc xây dựng hôn nhân vẫn còn xây dựng hôn nhân được tốt nha em nhé. Đừng có để tổn thương xảy ra nhiều nữa nha. Em không thay đổi đi, rồi mai mốt tới ngày nào đó anh ta không đụng em, ta đụng nhỏ khác, và lúc đó lại kêu là lúc đó lại khóc ròng lên nữa, đổ nợ nữa. Anh ơi, làm sao cho chồng bớt nhậu nhẹt lo làm ăn, mỗi lần em nói là gây nhau. Khi anh ta yêu em thì lúc đó chuyện đó mới xảy ra được. Em ơi, khi mà đi tới đây á, là đi xa lắm luôn á, và đứng ở cái chỗ ngọn đó mà hỏi ngay chỗ ngọn á thì trả lời em nhận ra không nổi đâu, hiểu không? Trả lời không nổi đâu. Khi mà em có một ông chồng nhậu nhẹt đó thì cũng nói lên là cái phiên bản của em cũng tương ứng. Điều đó không có nghĩa là em nhậu nhẹt, nhưng mà cái giá trị của mình tương ứng, mình chấp nhận một người đàn ông như thế nào. Ok, thì cái thời hẹn hò luôn á, và nó cũng nói lên mình phụ thuộc người đàn ông nó như thế nào, một người đàn ông chất lượng như vậy. Tức là cái lý do duy nhất mà mình chấp nhận một người đàn ông kém là vì mình phụ thuộc về cảm xúc từ thời kỳ hẹn hò, thậm chí trong thời kỳ hôn nhân. Và đó là cái nó nói lên cái chất lượng của người phụ nữ đó là không có cao ở trong tình cảm. Okay, ha. Và ở đó thì người phụ nữ lại mong muốn người đàn ông thay đổi để tốt đẹp, thì về quy luật á, em ơi, anh ta xứng đáng với em, anh ta tại sao phải thay đổi, và anh ta không thể thay đổi. Và cái câu hỏi làm sao cho chồng thay đổi cũng không có câu trả lời luôn, anh ta chỉ thay đổi khi anh ta muốn thay đổi thôi. Nếu anh ta yêu cô gái nào đó mà không chinh phục được cô gái đó thì anh ta sẽ thay đổi để chinh phục cô gái đó. Bây giờ trong một cái hôn nhân mà chất lượng thì kém, giá trị thì kém, phiên bản cũng kém của cả hai vợ chồng, bây giờ mình đòi nó tốt đẹp sao rồi. Em biết cái người đàn ông mà em tả nè, mà anh để theo cái hướng em muốn nha, là không nhậu nhẹt lo làm ăn, mà mỗi lần nói chuyện với nhau là yêu nhau không gây nhau, nó là một cái người đàn ông chỉ có nằm trong một cái hôn nhân rất rất là hạnh phúc mới có người đàn ông đó được. Ok, ở đây trong một cái hôn nhân chất lượng không kém, kém thì làm sao ra được người đàn ông đó. Cho nên ở đây nha, em không thể nói sao, nói làm sao anh ta thay đổi được, mà là em chỉ có thể thay đổi bản thân mình và chỉnh sửa mối quan hệ hôn nhân, thì họa may từ đó mới có sự thay đổi đó. Ở trong cái lớp hôn nhân hạnh phúc và True Love, và trong bootcamp có giải thích cái logic đó ở ngay đầu.
Chuyên gia xin hỏi 55 tuổi còn được yêu không vậy? Dạ thưa chị Loan, 55 tuổi không phải là còn nha, mà là có quyền được yêu, vẫn được yêu chứ không phải là còn, bỏ chữ còn qua ha. 56 cũng vẫn được yêu, bỏ chữ cũng luôn, bỏ chữ vẫn luôn. 57 và 58, 59, 60 đếm luôn cho tới lúc xuống lỗ luôn nha chị nha. Tất cả các tuổi đều được yêu. Ok. Ở 55 tuổi á, mấy anh con trai trẻ mà cỡ chừng độ 70 tuổi á, mê lắm luôn á. Mấy anh á, mấy cậu trai trẻ mà cỡ 70, mấy cậu mà 80 thì thôi chết mê chết mệt. Mày nghe không? Thật ra có mấy cậu năm mấy sáu mấy là cũng là phê lắm rồi đó. Cho nên là còn yêu được không vậy? Oh yeah. Anh ơi, khi hai người đã từng ly hôn mà đến với nhau thì vấn đề các con riêng nên cư xử như thế nào đó hòa hợp với nhau cho anh và em? Em ơi, vấn đề con riêng đó không phải là cái để cư xử, mà là có yêu nhau hay không. Tại vì khi yêu nhau rồi thì cái đó nó chẳng có gì để phải cư xử. Con em là con em, và con anh là con anh, và nó sao nó là vậy, và mình sống hôn nhân hạnh phúc, có gì đâu mà cư xử. Hiểu không? Cho nếu mà nói cư xử thì hình như là nó không có tình cảm á. Trời ơi, thì giống như người lớn nó dạy con thì sao, thì bây giờ cha kế hay là mẹ kế dạy con thế nào thì làm như thế đó thôi. Cư xử y như những cái người mà người ta yêu nhau, người ta sống với nhau và người ta cư xử với nhau. Hỏi câu cư xử như thế nào sẽ hòa hợp với nhau. Em ơi, hòa hợp trước rồi nó mới ra cư xử. Em và anh ta phải yêu nhau trước, rồi lúc đó mình sẽ tìm cách. Nếu mà đứa trẻ nào nó có cái gì đó khác biệt, nếu mình có kiến thức mình sẽ nhận ra, biết cư xử cho đúng với đứa trẻ đó, vậy thôi. Nó cũng giống như em cư xử với con em sao, thì anh ta cư xử nó cũng mạnh mẽ vậy. Nó là một cái gì đó, nó không có liên quan gì tới chuyện từng ly hôn hay có ly hôn. Em vô nhà hàng xóm đi, em vô nhà bạn thân của em, con của tụi nó em cư xử sao? Anh ta cũng vậy thôi, có gì đâu. Thì con nít nó là con của vợ mình hay là nó là con của chồng mình, thì mình chăm sóc và yêu thương nó chính xác như là con của chồng mình hay là con của vợ mình. Và hiển nhiên mình phải có cái tình cảm với nó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nó là một phần trong cái cuộc sống hôn nhân của mình, thì mình phải yêu thương và chăm sóc và dạy dỗ nó đúng như một người biết chăm sóc và yêu thương dạy dỗ con nít. Vậy thôi, cái quan trọng là có biết dạy dỗ con nít hay không. Còn cái quan trọng là tình yêu, tức là với đứa con nít thì cái phần đó là phần với nó. Còn trong cái mối quan hệ hôn nhân của em hay là đến tới tình cảm thì hai người phải yêu nhau, hiểu chưa? Nếu cùng xây dựng hôn nhân tốt đẹp mà không cần sinh con chung thì có tốt không? Cái đó là hai người chứ sao có khái niệm tốt xấu. Giờ giả sử nha, anh ta thì là 59, em thì là 47, không sinh con có tốt không? Sinh không được, không có tốt được ấy. Cho nên nó không có liên quan gì hết trơn đó nha. Cái đó không liên quan, cái đó là do hai người quyết định. Và sinh hay không sinh đều có thể là tốt, đều có thể là xấu. Ok, cái đó tùy hai người, không có liên quan gì hết. Lấy nhau 10 năm, chỉ giận 8 tháng. Chỉ giận nhau 8 tháng, trời giận lâu dữ. Trời giận 8 tháng mà kêu là chỉ giận 8 tháng. Trời ơi, giận 8 tháng là lâu má ơi luôn á. Tưởng giận đâu 8 phút. Em ơi, người ta một cái hôn nhân tốt đẹp và những người thăng bằng, người ta không đi tới giận nhau, hoặc là người ta đi tới giận nhau thì nó tan rất là nhanh, tính giây tính phút thôi, không có tính tới giờ nữa chứ tính tháng. Trời ơi, cái cảm giác giận nó tổn thương chích mẹ luôn mà 8 tháng. Em tưởng tượng em cảm giác giận ai đó, em muốn nó kéo dài bao lâu? Trời ơi, làm sao mà giận ai mà 8 tháng, hôn nhân kỳ ấy, cắn rồi. Lấy nhau 10 năm chỉ giận nhau, trời chỉ giống như là này ít. Tôi nghe những cái sợ nhiều người sao đẳng cấp ghê quá. Giận 8 tháng mà chỉ giận 8 tháng, mà đúng ra phải giận 8 năm. Rồi sao nữa? Anh ta lấy người khác. Anh ta lấy người khác của lấy nhau 10 năm, có nghĩa là hôn nhân, chỉ giận 8 tháng. Giận 8 tháng là nhiều lắm luôn em. Anh ta lấy người khác, à tức là ly hôn, anh ta lấy người khác. Lúc vẫn còn nói chuyện quan tâm, dâm nhau gì, giới nhau, vẫn còn nói chuyện quan tâm nhau, quan tâm nhau. Trời ơi, chữ T giữa Y dài nó gần nhau. Vẫn còn nói chuyện quan tâm nhau, vậy là đàn ông đúng hay sai? Em ơi, đây không có khái niệm đúng sai. Em ơi, khi em tả nó có vẻ lấy người khác có nghĩa là ly hôn. Ở đây nó không có đúng sai. Ở đây là, nếu nói đúng sai thì nói như thế này nha. Với em có thể thấy không đúng. Okay. Với anh ta có thể thấy đúng. Với một người mà phán xét theo góc này thì có thể là đúng. Với một người phán xét theo góc kia thì có thể là sai. Nhưng đối với cái vũ trụ này nè, vũ trụ là cái quyết định tất cả. Tại vì luật chơi là của vũ trụ, quy luật là của vũ trụ đặt ra, nó có trước chúng ta, thì nó luôn là đúng. Tất cả những gì xảy ra luôn là đúng.
tất cả những cái nó nằm đó, nó đã chúng ta nằm trong đó, không gian thời gian vật lý lực hút trái đất hệ tuần hoàn hệ tất cả các hệ rồi tất cả mọi thứ sinh vật con trồn cáo mình người gió nắng trời đất buồn vui mèo thỏ cá ăn kiến kiến ăn cá cá ăn gì lung tung lăng lan tất cả quy luật nó đã rồi, cho nên cái gì xảy ra đều là đúng hết. Cho nên ở đây em hỏi đàn ông đúng hay sai, anh không biết dựa trên cái quan điểm gì để nói. Tuy nhiên ở trong tình cảm thì nếu mà tuột cảm giác dẫn tới chia tay thì sau đó người ta có cuộc sống tình cảm khác là chuyện logic. Ok, anh không biết gọi là đúng hay sai luôn đó, tại vì chắc chắn là đúng với quy luật, nó đã xảy ra được thì nó là càng là đúng, nó được chứng minh không. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.